giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, kể lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì chúc quý vị một buổi sáng thật là vui vẻ. Thì bây giờ trời ở chỗ em đang mưa rất to luôn quý vị. Mưa rất to. Thì em đang test một bộ Boss AV321 Media Center. Thì đây là bộ bâu 321 hàng Mexico quý vị. Xịn sò, tiếng nó rất là hay. Thì em sẽ bật qua cái chức năng CD cho quý vị ha. Rất tuyệt vời quý vị. Thực sự nếu quý vị mà cầm cái bộ này á, em đang bán với giá là 7,5 triệu. Nếu mà quý vị cầm 10 triệu quý vị ghép một cái cấu hình thì so với cái này thì em nghĩ là chắc không hề đâu quý vị. Tuyệt vời vô cùng. Bộ vàng này là rất đa năng quý vị. Quý vị có thể nghe những dòng nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc xưa, hay là nghe những cái dòng nhạc mới, những dòng nhạc remix luôn, rất hay luôn. Và thì quý vị có thể chỉnh được bass chép ngay trên remote ha, rất là tuyệt vời ha. Buổi sáng ngồi cà phê trên ghế thì cầm remote chỉnh thôi, không cần phải làm gì hết. Thì với cái mức giá, cái tầm giá này thì thật sự nếu mà quý vị muốn ghép một cái, ghép được một cái bộ mà hay hơn này rất khó quý vị, rất khó.
và vừa đẳng cấp thương hiệu ha. Bầu đẳng cấp thương hiệu quý vị. Em đang giảm bass đó quý vị thấy à, giảm bass nè. Đấy, tăng bass. Tầm này là vừa quý vị, tầm này vừa. Trong sao nhắn tên anh. Sắp em chưa thuộc về anh. Nói chung là tất cả các dòng nhạc bộ này có thể là cầm hết quý vị. Anh sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau rộn ràng như đã thương yêu. Rất ngọt ngào ha. Rồi thì bây giờ em sẽ quay xung quanh chi tiết cho quý vị xem tình trạng. Thì cái bộ này thì em chỉ nói nhẹ thôi quý vị. Bây giờ bộ này thì em chỉ nói là xuất sắc quý vị, đẹp trên 90% thì quý vị hiểu được cái độ đẹp của nó thế nào rồi. Đấy, em cũng không cần quay quá nhiều đâu. Support ha. Thì nó kèm theo một cái bộ dây zin theo máy nha quý vị. Đây thì tất cả là đẹp hoàn hảo xuất sắc hết ha quý vị. Thì tất cả các dây dắt này là zin theo máy hết luôn quý vị ha. Thì cả dây loa zin theo máy luôn rồi ha. Thì không có chế cháo gì đây hết, nguyên zin theo máy hết, nguyên bộ dây luôn. Bộ dây này không cũng đắt tiền luôn quý vị. Thì trong tình trạng là đẹp xuất sắc trên 90% quý vị. Nói chung mấy đôi này quý vị mà ngại phối ghép á, chúng ta bỏ ra một cái số tiền cũng vừa phải thôi quý vị. Chúng ta này trưng bày phòng khách, vừa nghe nhạc vừa xem phim. Đấy, thư giãn mà nó lại rất sang trọng, cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái thương hiệu quý vị, cái thương hiệu Bose ha. Với mức giá chỉ 7,5 triệu thôi, em bao ship toàn quốc cho quý vị nha. Nếu mà chuyển khoản đủ em bao ship, còn cọc COD không bao ship nha quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.